Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Team. Và bên cạnh mình đây có... Em bị bảo gì? Giới thiệu đi, em Nguyên này. Mình là Nguyên, mình là founder của thương hiệu Bread Delight, tiệm bánh hạnh phúc. Và nó là chuyên viên cắp óc cho chú Hiếu, cũng như là các anh em vận động viên của team Vũ Minh Hiếu. Và hôm nay thì chúng ta ở đây có một số các loại bánh mà Nguyên tâm đắc cùng với cả một hộp bánh trung thu để chú Huy làm review sau hàng triệu năm được ăn bánh trung thu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái gì đầu tiên nhỉ? Thế thì mình ăn bánh mặn trước đi, ăn bánh bao đi. Ở đây là mình có bánh bao vỏ nguyên cám, xúc xích phô mai. Tuyệt vời luôn. Bánh bạc xúc xích phô mai. Mở mở bọng. Ăn thối luôn. Cái này là trắng nhất để mô đen hay quay cận. Anh nghĩ sẽ đấy. Đấy thì còn một cái này. Anh tưởng mình đang mới xiết để có mấy trọng đại mà. Mấy hôm nay em được bục để liên tục hết ăn rồi uống vì mọi người sợ em ăn kiêng 6 tháng đéo được ăn. Thế là cho ăn hết. Hả? Ăn liên tục. Thế là đi uống đi nhậu liên tục mà em, xong rồi ăn thịt bò, ăn đủ các thứ, tất cả những cái sắp phải kiêng ấy. Thế là bây giờ dồn hết tất cả các vấn đề của bác sĩ. Nhưng mà được trung thu làm vụ thì sao xích 4 cân. À, đã rút đêm rồi. Ừ. Thấy chưa? À. Ôi chết, anh chưa cảm nhận được gì cả. Tiếp theo là làm gì? Tiếp theo ăn những cái này. Cái này là bánh tập cẩm trứng cút. Ok. Đây là bánh rít nhá. Đúng rồi. Cái này là gì ạ? Chưa thấy gì. Nuốt luôn. Chú ý ăn. Ăn đây bạn ơi. Nằm ở trong. Giống thật, I'm stronger, I'm better. Cái này bán chạy nhất. Review ấy, Louis, bác sĩ review tuyệt vời. Nhận xét vỏ, nhận xét nhân. Cái này chắc bán nó vi sóng. Vỏ thì khô. Thấp thì ngon hơn. Thì vẫn rồi. Làm mấy trưởng này. Hắc để bao 10.000 một cái không? Hay để bao 7.000 một cái. Bánh này 22.000 một cái. Làm lúc của chúng em. Mình cứ ăn thôi, không nào, không nói gì được không? Có ngon. Bao để ly được rồi nhé. Để ly được. Vừa áp bài lên xong rồi tôi nghỉ một tháng bạn ạ. Tôi bảo là 10 điểm PR. vừa áp bài để link các thứ xong nghỉ một tháng. Là thứ nhất là hay làm bánh hoa cúc. Chủ yếu là bánh hoa bánh bí đỏ. Bí đỏ. Ui, mình thích lắm. Suốt ngày. Chiều bánh đấy thôi, đổi phát là biết ngay, đổi cái gì đấy biết ngay. Tinh lắm. Ngon, tiếp theo. Tiếp theo. Cái này là bánh heo thì này, bánh mọi người hay nghĩ là ăn nó để giảm cân ấy. Nhưng mà thực ra là ăn nó để cho vui mồm thôi. Là biscotti. Cái này thì mình dùng đường dừa. Nó là cái đường dành cho những người bị tiểu đường hoặc là đang ăn kiêng ấy. Nó sẽ nhạt hơn, tức là nó có cái chỉ số gì nhỉ? GI. Đó, thấp. Thì đó. Cái này là biscotti yến mạch. Dùng đường ăn kiêng nó sẽ nhạt hơn index. So với các loại classic. Cái này thì hậu vị nó khi mà mình nuốt xuống cổ họng mình sẽ thấy cái hậu vị ngọt hơn từ những cái hạt với cả những cái quả khô, nó sẽ không ngọt nhiều từ cái đường. Mà cái đường dừa thì màu tự nhiên của nó là màu nâu, thế nên là cái bánh nó sẽ ra như này. Còn nếu mà dùng đường trắng thì cái bánh nó sẽ hơi trắng ngà vàng tí thôi. Này ăn vặt ngon. À lúc nào cũng được.
có nghĩa là vẫn có calo nhưng mà nó sẽ không kéo insulin mình lên quá cao. Ngon không? Chắc là không ngon đâu. Cắt luôn rồi. Thêm một cái nữa được không? Ăn cái này bao mùm mà. Bao mùm. Và đây là bánh trung thu. Biết gì ạ? Cái này là đậu đỏ. Đậu đỏ. Cái này là nhân đậu đỏ, trứng chảy lava. Ý còn có trứng muối nữa. Thì ăn, anh ăn được cái luôn nhá. Ăn được hết. Được. Ăn đi. Háo lắm không? Ừ. Hơi chảy quá. Úi giời, nhanh quá. Ê, ngon đấy. Ừ, ngon không? Em quá mệt mỏi, em làm quá nhiều. Người làm bánh nhưng không ngờ ăn bánh cả. Mình thích làm nhưng không thích ăn. Ừ, cái này hiểu với anh đấy. Trứng chảy quá. Ê, hú sườn tí mắt như trứng lòng đào á. Sang cái này để đây, để trước nhá. Xanh ui xin mời. Đây là trứng chảy trà xanh. Trứng chảy trà xanh đây này. Ba cái trứng muối, ba cái trứng chảy ấy, khi nào cắt một phát đầu tiên được ba cái lấy luôn nhỉ. Cái trứng muối à? Đúng đúng đúng. Cùng. Là vị gì đây? À, cái này là dừa. Cơ bản. Dừa. Ok. Chín. Gì đây? Đấy, xếp. Khoai đúng hạt. Hơi nhạt hơn rồi. Không. Cái này nó sẽ mấy cái kia nó là nhân nhuyễn, còn cái này thì là có dừa nặng thì ăn cảm giác là nó sẽ đấy, nó không mướt như là những cái kia. Ra nền của nhân bánh trung thu các vị thì nó đều là nhân đậu xanh, xong rồi mix các vị và kiểu trà xanh thì nó thêm một trà xanh, hoặc là dừa này thì nó cũng nền là đậu xanh này. Nếu mình thấy nó nhạt nhòa hơn một tí mà khi mà nhai xong mình bắt đầu mình thấy lấy vị chậm hơn mà cuối cùng vẫn đến một kết quả. Rồi. Không có công thức lọc cũng đúng ích hả? Cho chuyên nghiệp. Trứng muối. Chắc cái này mè rồi. Đây. Ui, quả trứng đẹp đấy. Chứ. Cái này là vị rum nho này. Vị rượu rum và nho khô. Cái này cũng hay phết. 6 cái, 3 trứng muối, 3 trứng chảy. Múc bang. Thịt diệt luôn. Quá ngon. Nhìn bánh trông ngon thật. Nhìn thèm. Ừ, ăn được mà. Mỗi lần làm khó gói các thứ nhân là khó hơn cái kia cái vất vả thì. Nhưng mà khách vui là được rồi. Nhưng mà thấy vị gì chưa? Thế nào thích? Thế nào? Thế nên mua, thế nên vị nào cũng mua mà. Cái này thì vị nào cũng buồn cười, đúng không? Tại thế mà bây giờ được. Này là sen. Cái này là vị sen, sen nhuyễn truyền thống. Bánh này là bánh vỏ trung, bánh trung thu Đài Loan, vỏ ngàn lớp mềm. Ngàn lớp? Vỏ ngàn lớp. Nhưng mà nó là mềm chứ không hề giòn như kiểu coi sang thì là bánh giòn ấy. Còn cái này nó là mềm. Thì nó kiểu cán ngập lớp nhiều lần ấy, xong rồi bọc các loại nhân trung thu vào. Chứ bánh truyền thống nhiều quá rồi. Cái vỏ ngoài là gì ạ? Vỏ ngoài là bí mật.
Vỏ ngoài nó, bây giờ em không biết tả nào, nó là vỏ ngắn lớp ấy. Vỏ ngắn lớp mềm. Ui, mềm. Trứng chảy. Sao? Ui, nhanh quá. Trong này có mấy vị được rồi em không bán đâu. Ừ? Trong này có mấy vị là được rồi em không bán. Như nào? Sen với cả dung nho là không bán này. Ui, nó chảy thế nào? Mà thay vào là xanh với cả cái gì nhỉ? Dứa, mắc ca. Đấy, hôm tủ hỏng này. Sao phải đi xin? Còn bao nhiêu nhân đi xin nốt? Xong rồi đánh giá cái nào ngon nhất. Tôi đối mặt đi. Đánh mặt có hai loại trắng đen này. Đánh mặt có nhân thập cẩm và nhân xúc xích. Cái nào ngon hơn? Xúc xích. Thế, mai cháy hạ. Cái đơn cuối em nhận hôm nay đây. Khách lấy 5 hộp xúc xích mà. 5 hộp xúc xích, 2 hộp thập cẩm. Đấy thì là dư đấy. Dư là xếp 3 này nữa cặn. Tiếp đến bánh trung thu. Ngày thứ trà xanh. Trà xanh. Tiếp rồi đến rượu ru. Rượu ru nho. Xong rồi quay trở lại đậu đỏ. Đậu đỏ này. Cái nào trứng chảy hả con? Đậu đỏ xong đến dừa. Ừ, dừa ngon đấy. Mè. Cuối cùng là cái cơ bản. Sen. Ừ. Sen thì đấy, vị nó không đổi mặt lắm. Nó chỉ là đấy, cái... Nhưng mà đúng vị trung thu nhất. Đúng rồi. Nó cái nhân loại truyền thống nhất đấy. Tại hôm nay em hết cái đậu xanh. Chứ còn không cái... Cái cơ bản truyền thống nhất là sen nhé, là đậu xanh. Hôm nay cũng sen. No đấy. Nên là sau khi cắt máy quay đi là hết chỗ này. Sẽ không còn... cũng thông báo với các bạn luôn là chúng ta sẽ có một series giảm cân nhanh trong vòng 1 tháng. Bởi vì hiện tại chú Huy đang 85 cân rồi khi mà quay clip này. Khó béo. Nhà Nguyên thế nhỉ? Nguyên có lâu giảm đi. Chứ là gì ấy? Hả? Đợt thì giờ tới em nghỉ hết tháng 10 à. Đâu bác sĩ bảo là phải nghỉ tập ít nhất. Tùy cơ địa, có đứa 1 tháng thì là đi tập lại rồi, có đứa phải tập 3 tháng. Tại vì kiểu sợ nó bị giãn để vết mổ ra ấy. Cả nó tụ máu ấy. Được. Nó sót gặp nhẹ nhàng, kiểu vừa hoặc là ăn kiêng. Em phải xem là em phẫu thuật xong em sẽ cắt xong rồi em sút bao nhiêu cân. À, Nguyên sẽ có một cuộc đại phẫu trọng đại cho cuộc đời. Nên là hãy chúc may mắn cho Nguyên. Còn bây giờ thì chắc là video của chúng ta sẽ kết thúc ở đây để chú Huy ăn nốt những cái bánh còn lại. Còn giờ thì bye bye. Hãy nhớ có pết ở dưới nhỉ? Có. Có pết rồi, có pết bánh ở dưới của Nguyên nhá. Bắt bánh một bán lại nhá. Rồi.